Vai trò của thức ăn tự nhiên trong ao nuôi công nghiệp quan trọng như thế nào trong giai đoạn đầu khi tôm vừa thả xuống ao nuôi? Trong chạy giống, tôm ăn tảo Artemia và thức ăn tổng hợp cao cấp, dinh dưỡng cao vừa kích cỡ miệng tôm bót. Tại sao tôm không ăn được thức ăn công nghiệp trong giai đoạn đầu? Không vừa kích cỡ miệng, tôm chưa quen ăn thức ăn công nghiệp. Tôm sẽ ra sao khi ở ao nuôi của bạn không thể ăn được thức ăn trong giai đoạn đầu? Tôm không thể ăn được thức ăn dẫn đến tôm yếu, heo hụt đầu con. Thức ăn dư thừa làm ô nhiễm môi trường nước, hình thành nhiều mầm bệnh gây hại cho tôm, tốn kém chi phí thức ăn nhưng tôm không sử dụng được. Tôm bót khi đói sẽ chủ động đi tìm kiếm thức ăn trong nước và đáy ao, dẫn đến ăn phải bùn bã ô nhiễm hoặc mầm bệnh trong đáy ao nuôi, mang mầm bệnh vào trong đường ruột dẫn đến bệnh. Giải pháp là gì? Trong thời gian đầu tôm bót xuống ao nuôi, có thể ăn và phát triển nhanh chóng. Câu trả lời đó là các loài Cobeboda và một số loài giáp xác chân trèo khác. Các loài này được gọi là các loài phiêu sinh động vật trong nước, có vai trò làm thức ăn rất tốt cho tôm nuôi trong thời gian đầu. Chính vì thế, chúng ta cần chủ động tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho ao nuôi trước khi thả để cung cấp thức ăn, tiết kiệm chi phí và tăng cường sức đề kháng cho tôm nuôi. Hạt sinh học Phú Điền là sản phẩm đặc biệt được phát triển giúp hình thành và tăng cường thức ăn tự nhiên trong ao nuôi và ổn định màu nước trong suốt vụ nuôi với cách dùng. Trước khi thả tôm 7 ngày, lưu lượng 3kg trên 1.000 mét khối. Trước khi thả tôm 3 ngày, 2kg trên 1.000 mét khối. Sau khi thả tôm, 1kg trên 1.000 mét khối, định kỳ 7 ngày trên lần cho tháng nuôi đầu tiên. Hạt sinh học Phú Điền, xua tan nỗi lo, tôm to vượt khó. Liên hệ hỗ trợ 1900 866 636.